Trong những ngày đầu tháng 5 lịch sử, chiến sĩ Điện Biên Trần Văn Đào, nay đã ở độ tuổi 90, lại bồi hồi xúc động khi nhớ về ký ức những ngày tháng gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng. Ông Đào vốn là chiến sĩ của Đại đoàn 316, Trung đoàn 74 và là người tham gia trọn vẹn 56 ngày đêm trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tháng 1 năm 1954, đơn vị của ông Đào đóng quân ở Phú Thọ được giao nhiệm vụ tiến vào Điện Biên Phủ. Sau hơn một tháng hành quân, đơn vị của ông đã tiến đến gần khu vực đồi A1. Tuy nhiên, con đường chính đã bị địch đánh chiếm. Ông cùng đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ mở con đường máu, đào giao thông hào để chuẩn bị được bộc phá vào đánh chiếm đồi A1. Đào giao thông hào từ bắt đầu là đánh đợt 1 cho đến ngày mùng 6 là phải hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh, khi lúc hoàn chỉnh rồi ra chuyện bộc phá vào thì đúng là ngày đêm mày mùng 6 là phải nổ. Thì là phải làm tròn nhiệm vụ. Thế còn rất đau xót nhất là khi lúc đồng đội bị hy sinh hoặc là bị thương, phải lấy cho bằng được. Nhưng cái điều đó là điều vất vả, không thể. Nhưng mà nói tóm lại là lính lúc bây giờ không có một gì tư nhân cả, mà lo cho cái nhiệm vụ của mình. Cũng giống như ông Đào, các chiến sĩ Điện Biên năm xưa nay đã ở độ tuổi xưa nay hiếm. Nhưng ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên. Tham gia chiến dịch với vai trò là đại đội phó đại đội 277, tiểu đoàn 79, trung đoàn thủ đô 102, đại đoàn 308, ông Trần Trọng Tú đã trực tiếp chỉ huy 27 chiến sĩ của đại đội hỗ trợ công binh xây dựng hầm hào và thực hiện nhiệm vụ bắn tỉa tiêu hao sinh lực địch, cắt tất cả đường nước sinh hoạt của địch từ khu vực Bản Kéo đến Mường Thanh, Him Lam, Hồng Cúm, bức địch vào tình thế thất bại. Sau khi được lệnh của trung đoàn trưởng xuống là bây giờ nhiệm vụ của đồng chí là phân công 3 tiểu đội, một tiểu đội thứ nhất là ở phía bên Hồng Cúm, một tiểu đội thứ hai là bên Him Lam, một tiểu đội thứ ba là bên Bản Kéo. Thì nhiệm vụ của chúng tôi là gì? Là cắt tất cả các trạm bơm, cắt tất cả những các đường ống lớn nhỏ dưới ngầm hoặc là trên mặt đất để làm gì? Để cắt hết cái đường nước của chúng, bởi vì nó không phải như chúng ta ở ngoài này, không có suối thì đã có sông, không có sông đã có giếng, nhưng là nó tất cả các đường hầm cắt hết rồi, các công dân cắt hết thì không còn nước nữa, bức chúng nó phải ra. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân ta được lệnh mở cuộc đại tiến công đầu tiên vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, một tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất Đông Dương và có vị trí chiến lược quan trọng đối với quân Pháp. Với ý chí quyết tâm, anh dũng chiến đấu, trong 56 ngày đêm trải qua 3 đợt tiến công, quân và dân ta đã tiêu diệt toàn bộ cứ điểm này vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneva, kết thúc chiến tranh ở Đông Dương, miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng. Đây là chiến thắng mang tầm vóc thời đại, khẳng định đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, phát huy cao độ truyền thống yêu nước, ý chí chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc. Có cái sâu sắc là mình là một thanh niên và cũng như mọi người ở cái tuổi mới lớn lên, mới rời ghế nhà trường, chưa vào đấy thì phải nói cực kỳ là khổ, phải nói là cực kỳ. Ăn thì ăn đói, mà chân bộ đội đi đất thì có giấy, nhưng mà không ai là có cái tư tưởng là chán nản, là bỏ về cả. Tôi là đơn vị huấn luyện tân binh, tôi là chiến sĩ thôi, tham gia huấn luyện tân binh và giao cho mặt trận. Huấn luyện xong thì đưa tân binh lên mặt trận Điện Biên Phủ, lúc tôi nên giao cho các binh đoàn. Giao cho các binh đoàn xong là quay trở về thì đã bắt đầu chiến thắng. Nghe tin chiến thắng mà tôi trở về tôi rất phấn khởi, rất vui. Dù ở cương vị, vai trò nào thì những chiến sĩ Điện Biên năm xưa đã cùng đồng đội của mình vào sinh ra tử, trải qua biết bao khó khăn gian khổ cùng với quân và dân cả nước làm nên một bản hùng ca bất diệt. Với họ, được cống hiến một phần tuổi thanh xuân cho đất nước là niềm vinh dự, tự hào. Và họ chính là những cuốn lịch sử sống cho thế hệ sau hiểu hơn về những năm tháng hào hùng của dân tộc, để cùng tự hào và ý thức được trách nhiệm xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.